Tỷ ba thiên. Ngày hai trăm tám mươi hãy nghe và nhắc lại cách nói tổng cộng là một triệu bảy trăm nghìn việt nam đồng nguyên văn là tổng cộng là một trăm bảy mươi vạn việt nam đồng ý cùng siêu một trăm chín mươi 是一百七十万越南盾，一共是一百七十万越南盾。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Liên hệ ngay. 马上联系 sát liên siêu thị. Khỏi quên, đỡ quên. Miễn đỡ hoàng dị. Em tưởng đều lấy ra rồi. Tôi nghĩ tôi đã đem ra rồi. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. mấy hôm trước vào tìm quyển sách sáng几天进去找本书 dành thời gian nhìn một cái châu âu hy vọng希望 chất liệu vải sờ lên Miền lẻo mua chỉ một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý Cơ chung, sai chung. Trung Dân bà đến từ mình chọn. Đài他来自己選. 够三下，别的款式我有听没车多买几件。钢躺啊，紧张吗？vừa đẹp mắt vừa ẻ 又好看又便宜。 trả tiền. Chuy phủ chén Tổng cộng là 1 triệu 700 nghìn, nguyên văn là tổng cộng là 170 vạn. Ý cùng sử 170 vạn.